Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về giá của Bitcoin Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy Kênh về đầu tư, tư duy hay nhất tại Việt Nam Màn hình đầu tiên mình có là Bitcoin Với cái khung giờ Giá Bitcoin ngay bây giờ là 23.467 à, Vừa rồi, những cái tiếng vừa rồi thì nó có lên có xuống nhưng mà gọi là không đáng kể à, Thì mình sẽ đi lại quá khứ chút xíu Rồi sau đó mình sẽ nói về tương lai giá Bitcoin sẽ đi đâu à, Thì vừa rồi, cái video vừa rồi mình đẩy ra Thì uh, giá Bitcoin đâu nằm ở đây là khoảng 23.400 ok Và ngay bây giờ cũng 23.400 nó nó có sự bập bên đi lên xuống nhưng À, nói chung nó cũng uh, quay lại cái vị trí cũ của nó. thì vừa rồi trước khi uh, mà trong cái video đó thì mình có nhắc tới một cái gọi là cái cái, cái uh, hình tam giác, cái hình hài của một cái hình tam giác đang uh, đang được tạo dựng thì cũng giống như dự đoán là nó sẽ tới cái mũi thì nó sẽ bung, nó sẽ bung mạnh hơn. OK, cũng giống như những hình tam giác uh, trước đây. OK, thì vừa rồi nó bung lên đâu được? Uh, đâu được 2%. Ok, rồi sau đó nó sập xuống khoảng cỡ 2.5%. Ok. Rồi bay bổng lên xuống một thời gian dài và cuối cùng nó vẫn giữ ở trên cái cái uh, cái chống lưng là 23.330. Mình đã lập đi lập lại rất là nhiều lần rồi. Ok. Uh, thì vừa rồi đây uh, có rớt xuống, nó rớt xuống đáy của nó là đâu uh, 23.100 mấy á. Ok, rồi bay bổng đi lên rồi đi xuống, rồi đi lên Có nghĩa là uh, Ngoại trừ khi lúc mà nó bung chỗ cái uh, cái mũi tam giác uh, Những cái giờ vừa rồi Ngay những cái giờ vừa rồi là khoảng uh, Đây để mình đo luôn cho bạn Đâu cỡ gần một ngày vừa rồi Nói chung giá nó không có sự bay bổng Và rất là chán nản <laughs> Rất là chán nản uh, Thì ngay bây giờ không phải là thị trường Cho những cái bạn mà nhảy vô, nhảy ra Mà okay. cái bởi vì giá nó cứ vậy thôi, ok? nó vậy thôi, nó không đi lên xuống gì hết. Ngay bây giờ thống kê cho thấy và là cho thấy thì ngay bây giờ uh, giá được đẩy đưa bởi vì những người retail là những người nhỏ và lẻ, ok? những cái quỹ lớn, ok? những con cá mập, con cá voi thì không có mặt ở trong cái thị trường uh, vừa rồi, nha vừa rồi. Uh, tại sao? tại sao và tại sao thì mình sẽ trả lời cái câu hỏi đó cho bạn, ok? Cuối video và đây là những cái con số rất là quen thuộc à, những cái video vừa rồi mình đã cũng đã nhắc đi nhắc lại cho bạn rồi. Nghe, à, nếu bạn không có, những người nào mà không có hiểu những con số này là gì thì có thể quay lại những cái video vừa rồi để coi. À, à, Osi thì ngay bây giờ đang nằm ở khoảng có 54 ok? Có cái vẻ là có thể là bay bổng à, lên những giờ tới đây, ok những giờ tới đây có thể là năm năm mươi phần trăm là có thể đi lên chút xíu nhưng ok nó nó chỉ có lên xuống lên xuống thôi cho nó không có gọi là uh, mình không nghĩ những tiếng tới đây nó sẽ bùng bùng ok ngoại trừ có một cái sự cố gì xảy ra ok uh, thì nói chung là những cái thông tin này, này mình đã trao cho bạn uh, với cái video uh, những cái video trước rồi ok uh, riêng cái vi uh, cái màn hình này thì mình nhắc lại thêm một lần nữa là mình cũng đã giải thích là nếu mà lúc mà nó lên, nghe lúc mà nó bung lên thì những cái những cái nào những cái con số này là những cái cái gọi là kháng cự rất mạnh. Thì vừa rồi nó lên đâu khoảng 23.800 à 23.800. Ok là nó có cái đà đi xuống lại và vừa rồi là à gần được một gần, một ngày trời thì có vẻ là cái có vẻ là đi ngang thôi. Ok và à, thống kê cho thấy đây là cho thấy là thiếu thiếu À, những quỹ đầu tư. Ok, những con cá voi và những con cá mập ở trong cái thị trường này à, ngay bây giờ giá được đưa đẩy chỉ uh, những người nhỏ và lẻ ngay bây giờ. Ok, thì không gọi là rất là chán nản, rất là chán nản. Ok. À, và cái con giá 23.300 cái chữ S mình đã vẽ ra cho bạn. Ok thì đây vẫn là một cái là cái chống lưng ngắn hạn nhất ngay bây giờ cho bạn. Ok. Đây, mình đang nằm ở trong cái khung tuần. Ok. À cái 50 đang cắt à, cắt xuống cái 200 nha. 200 vừa cắt xuống. Thì đây là mình đang nằm ở trong cái khuôn tuần gọi là cái cắt ngang chết. Có nghĩa là nó phải chết, <laughs> có nghĩa là nó sẽ đi xuống cái phần trăm đi xuống là 60 tới 65 phần trăm. 65% phần trăm là nó sẽ đi xuống những tuần tới đây, những tuần tới đây ngắn hạn thì có thể là bập bên lên xuống nhưng những tuần tới đây lạng bạn nó sẽ đi xuống nghe sẽ đi xuống ok và lúc bạn nhìn vô cái bức tranh này lúc mà nó cắt ngang á nó cắt ngang cái chỗ cắt ngang á nó có sự bung lên một cái nến một tuần trời bung lên và tại sao nó bung lên như vậy á, thì mình cũng đã giải thích những cái video vừa rồi rồi ok à, thì để mình tóm tắt lại cho bạn khỏi mất thời gian là lúc mà nó cắt ngang à, cái cái này là cắt ngang chết thì lúc cái nó cắt ngang á, số đông sẽ nghĩ là nó sẽ rớt xuống một cái vèo luôn à, nhưng không phải vậy nghe bất cứ cái cắt ngang chết nào nghe hay là cái cái cắt ngang vàng thì nó sẽ đi ngược lại cái cái thời gian lúc nó xảy ra nghe à, riêng cái cắt ngang chết cái okay, đang lại là phải chết nhưng mà ngược lại có nghĩa là nó sẽ bay bổng đi lên rồi nó sẽ đi xuống nếu nếu mà đây là một cái cắt ngang vàng thì có nghĩa rằng nó sẽ đi xuống trước, rồi có nghĩa nó sẽ bay bổng đi lên, ok? và đây là lần đầu tiên Bitcoin trải nghiệm cái cắt ngang chết không tuần, ok? và vừa rồi mình đã làm rất là nhiều video uh, chia sẻ dùng data chia sẻ của SP 500 và cổ phiếu cổ phần là xu hướng, ok? xu hướng những bất cứ lúc nào cái cắt ngang chết nó xảy ra với cổ phiếu cổ phần. Ok thì thì nó sẽ đi đâu thì thì nó sẽ đi xuống. Ok nó sẽ xuống thì uh, riêng thằng Bitcoin thì ngay bây giờ um, mình không có đi thì mình phải dùng um, cổ phiếu cổ phần thôi thì xu hướng là phải đi xuống, phải đi xuống và phải đi xuống những tuần tới đây. Cái ngày kế tiếp rất quan trọng là cái ngày uh, uh, FOMC meeting. Nó là tháng 3 ngày 15 16. Ok ngay bây giờ là mình gần tới Cuối tháng 2 rồi. Ok. Thì khoảng cỡ 2 tuần hơn nữa, ok, thì tất cả mọi người đang đợi chờ cái ngày này. Ok. Thì cái ngày này là cái ngày gọi là phải nói là cực kỳ quan trọng. Nó sẽ nó sẽ dao động rất mạnh. Ok, bởi vì uh, Powell sẽ tuyên bố ok. Uh, lãi suất sẽ tăng tăng như thế nào. Ok. Giữ 25 uh, 25 basis point uh, 25 điểm hay là tăng tăng thêm 50 điểm hay là có thể hơn ghép okay. thì đây là cái thống kê Đây là cái lãi suất uh, ngay bây giờ nó là uh, Ok 450 tới 475 thống kê ngay bây giờ theo cái sự mà gọi là suy nghĩ của những người bỏ phiếu cái okay, uh, thì 75% là sẽ tăng 25 basis point trong tháng 3 này ok và 24 .7% là nghĩ chỉ tăng 20 à, chỉ tăng à, chỉ tăng à, sẽ tăng 50, sẽ tăng 50. Ok. Những cái con số này à, à, nếu mình chính xác thì càng càng ngày nó càng tăng Ok. Thì tới ngày à, ngày 15 16 tháng 3 thì nó như, như thế nào. Ok. À, và đây à, thì mình còn tới khoảng 2 tuần hơn nữa. Ok và mình sẽ cố gắng kiểm soát cái này và cập nhật cho bạn. Ok. Xu hướng số đông ngày bây giờ vẫn nghĩ là sẽ đăng sẽ tăng. 25 25 basis point thôi ok uh, đây là một cái chọn uh, một cái chọn của Will uh, thì nó nói lên một cái câu chuyện á là những cái người mà đã học về Bitcoin và đã sở hữu Bitcoin nghe yeah. uh, một thời gian dài rồi đó thì càng ngày người ta cứ mua, thu gom vô thêm thôi chứ người ta không có xả và đây là cái đây là nó nói lên cái vấn đề đó À, màu cam là những cái ví mà đã sở hữu Bitcoin hơn 10 năm mà không có bán ra, không có bán ra. Ok, thì càng ngày những cái người mà sở hữu Bitcoin dài hạn á càng ngày á thì nó càng tăng. Nghe nó càng tăng. Và ngay bây giờ cái số lượng mà những con người sở hữu Bitcoin hơn 10 năm chưa có giao dịch gì chỉ cứ giữ nó thôi á. Nghe, giữ nó thôi á thì á nó vẫn cái tài sản của những cái người đó đó. Những cái người mà giữ nó hơn 10 năm Bitcoin hơn 10 năm thì nó còn cao hơn số lượng Bitcoin nằm trên tất cả những cái sàn ngay bây giờ. Cái màu xanh này nè là nó nói lên cái số lượng Bitcoin đang nằm ở trên sàn trên toàn thế giới. Còn cái màu này nghe là nó nói lên những cái con người, những cái nhà đầu tư lớn, những cái quỹ lớn. Ok, đã mua và giữ Bitcoin hơn 10 năm và không có đụng đẩy tới những cái ví của họ. Ok. Thì những con người mình phải đặt ra câu hỏi là tại tại sao? Người ta hơn 10 năm hơn 10 năm Bitcoin lúc mà người ta hơn mua cái Bitcoin đó giỏi lắm mà một 200 đô. Giá Bitcoin lên tới 69.000 đô một Bitcoin mà tại sao người ta không xả mà người ta vẫn giữ tới ngày hôm nay. Và ngay bây giờ giá một Bitcoin chỉ có giá chỉ có 23.000 đô thôi. Thì nó nói lên một cái câu chuyện Đây mới là những cái người gọi là những người binh lính Gọi là những người lì đòn Ok, và mình phải đặt ra câu hỏi á Những người này biết cái gì mà người thường không biết Tại sao người ta mua nó mà 10 năm trôi đi rồi người ta vẫn giữ nó mà nó không có, người ta không buôn bán gì hết sau khi cái giá nó đã tăng trưởng biết bao nhiêu ngàn phần trăm rồi. 10 năm. Lịch sử Bitcoin hồi đó đến giờ chỉ hồi đó đến giờ chỉ có 14 năm. Và người ta đây là 10 năm người ta mua và giữ Bitcoin mà không bán. Thì nó nói lên một cái câu chuyện là người ta biết gì mà mình không biết. Người ta biết gì mà mình không biết. Ok. Thì mình cũng là, Cuối video thì mình cũng hỏi bạn cái câu hỏi đó luôn. Bạn thật sự biết gì về Bitcoin rồi? Bitcoin riêng cái năm vừa rồi thôi nó năm 2022 thôi đó. Nó đã vận chuyển phần 30% hơn hệ thống Visa, cái thẻ tín dụng Visa trên toàn thế giới sử dụng á. Người ta con người đã sử dụng Bitcoin để giao dịch, hệ thống Bitcoin để giao dịch, chuyển tiền. Hơn 30% hệ thống Visa năm 2022. Còn riêng, riêng cái hệ thống mà Bitcoin á, năm vừa rồi so sánh với Mastercard á, là cũng là một cái hệ thống Visa lớn nhì thế giới. Đúng không? Nhưng riêng so sánh về hệ thống Visa, à, Mastercard thôi, á thì hệ thống Bitcoin đã vận chuyển. Ok, hơn hơn lại gọi là hơn 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 một uh, Mastercard chỉ vận chuyển 1/3 thôi, có nghĩa là hệ thống Bitcoin đã vận chuyển sáu mươi mấy phần trăm. Hơn hệ thống Mastercard. Chỉ mình chỉ nói mình đang nói về chỉ có năm 2022 thôi. Rõ ràng thì bạn cũng đã biết cứ mỗi lơ một cái chu kỳ ok mình mới học được cái từ đó chu kỳ là mỗi 4 năm giá bitcoin nó sẽ có một cái sự tăng trưởng những năm đầu tiên nó tăng trưởng tới một ngàn phần trăm mấy trăm phần trăm đúng không nhưng cứ chuẩn bị tới đây thì cái sự tăng trưởng của nó sẽ càng ngày càng ít hơn nhưng nó sẽ tăng trưởng thì nếu bạn là một người đã sở hữu bitcoin Hay là chưa biết gì về bitcoin thì bạn nên bạn nên học bởi vì bà, nó nó mới có 14 năm lịch sử à? mà nó đã đánh nó đánh nó đánh nó đánh thằng visa rớt đánh đánh đánh, đánh thằng mastercard rớt nó ngay bây giờ cái market cap của nó là lớn lớn hơn tất cả rất nhiều nhà băng lớn trên thế giới này và riêng um, SEC là cái hệ thống quản trị uh, tiền điện tử bên Mỹ ngay bây giờ và ông Gary uh, Gensler là ông chủ tịch đó, ông chủ tịch về cái 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 nhóm đó thì ông ra ông tuyên bố có riêng thằng Bitcoin thôi. Nghe là commodity là hàng hóa. Còn tất cả những cái đồng khác, nghe tất cả những cái đồng khác nghe là mình đang nói về hai mươi mấy ngàn đồng khác gọi là gọi là chứng chứng khoán. Và tất cả những cái đồng đó ngay bây giờ đang đang phạm luật. Ok, phạm luật. Ok, và đây là lời nói từ một người chủ tịch của hội đồng SEC ở Mỹ. Ok. À, và mình đã làm rất rất là nhiều video về Bitcoin rồi. Và mình sẽ cố gắng làm thêm bởi vì mình biết là cái sự học hành của mình nó chưa đủ và chừng nào mà mình cập nhật được thêm thông tin thì mình sẽ làm những cái video hữu ích và đăng lên cho bạn để bạn có có thêm thông tin để bạn có sự một cái sự tin cậy hơn Ok để 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 mua và giữ Bitcoin bởi vì um, cái số lượng 21 triệu đồng là một số lượng rất rất là nhỏ nhà Bitcoin chỉ có 21 triệu đồng thôi nhưng nguyên cái hành tinh của mình ngay bây giờ Nó có tới 8 tỷ người hơn lận Và thống kê cho thấy ngay bây giờ tương lai á, Là nếu mà cái con người nó nó không còn xanh sôi nảy nở nữa, nữa Chỉ có 8 tỷ người thôi á, Thì tính ra là 300 mấy đầu người mới sở hữu được một bitcoin Mới sở hữu được một bitcoin đây là hàng hiếm Và nó đã chứng tỏ nó rồi nghe 14 năm vừa qua nó không bị hát cũng giống như uh, hệ thống Solana nó không bị uh, bị bất cứ một cái gì hết. nghe cứ mỗi 10 10 phút nó tạo ra một cái khối. 10 phút nó tạo ra một cái khối và cứ vậy và nó đi. Vậy thôi. Và cái cái chu kỳ kế tiếp này á, cái ngày đó đó là khoảng tháng 3. 2024. Thì cái câu hỏi rất lớn cho mình với những người đầu tư trên toàn thế giới này uh, về Bitcoin thì tới khoảng tháng 3 2024 thì một Bitcoin sẽ đi đâu? Sẽ đi đâu? Bạn nghĩ nó sẽ đi đâu? Ok, thì mình kết thúc cái video này với cái câu hỏi đó. Bạn nghĩ một Bitcoin sẽ đi đâu? Tháng 3 lúc nó lúc cái thời điểm là tháng 3 2024, 2024 tháng 3 một bitcoin sẽ có giá bao nhiêu xin chào mọi người